Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Trong suốt một khoảng thời gian dài gần đây thì mình vẫn chưa đến mang đến cho anh em một bộ PC nào đó mà nó quá hấp dẫn. Chỉ chủ yếu một là bộ PC rất rẻ và hai là bộ PC phải nói là mình phải công nhận là nó hơi đắt một chút. Vì thế ngày hôm nay mình đã mang trở lại cho anh em những bộ PC giá rẻ, hiệu năng cao đến từ bên mình. Thì đây là bộ PC đấy. Bộ PC được mình sử dụng ngày hôm nay sử dụng là CPU Ryzen 5 3500, 6 nhân 12 luồng, thu nhập tối đa đơn nhân có thể đạt được là 4.1 GHz. Nếu xét về hiệu năng trên giá thành ấy thì CPU này sẽ tốt hơn một chút khi so với i5-9400F. Ngoài ra thì nếu anh em có đam mê một chút thì hoàn toàn có thể ép xung trên mẫu CPU này. Thì đây là một mẫu CPU tương đối mới, thực ra không phải mới lắm đâu nhưng vẫn là mới đến từ phía AMD. Và để đánh cặp với CPU AMD thì mình đã lựa chọn một chiếc card họa nữa đến từ bên phía AMD luôn. Đây là chiếc RX 580. Có thể anh em theo dõi nhiều trên kênh YouTube của Alphard Promoter cũng như là mua hàng ở trên fanpage của Alphard cũng như là đến Alphard mua hàng thì các bạn có thể biết là bên mình về rất nhiều các sản phẩm RX 580. Thứ nhất bởi vì hiệu năng giá thành được nói cực kỳ tốt và không có đối thủ luôn. Nhưng suốt một khoảng thời gian dài sản phẩm bị hết hàng. Tuy nhiên chúng mình đã về được những cái sản phẩm mới đó là RX 580 phiên bản đến từ MSI đang có ở đây. Đây là phiên bản Armor. Thì cũng phải nói một điều ấy, các cái hơi yếu thiết kế này đã không còn xuất hiện trên các phiên bản đời mới rồi. Các phiên bản đời mới thì đang đổi tên sang một phiên bản khác là phiên bản Ventus. Theo mình nghĩ là vậy. Và đây, với mức giá chỉ rơi vào khoảng 4 triệu đồng thôi, anh em sẽ nhận được một chiếc card họa sử dụng RX 580, GPU RX 580, nói cho chuẩn như vậy. Hệ thống tản nhiệt đấy, thực sự thì mình thấy không ấn tượng lắm với chỉ 2 ống đồng thôi. Tuy nhiên, cái hiệu năng tản nhiệt lại rất tốt, anh em hoàn toàn có thể sử dụng chơi game thoải mái trong thời gian dài mà không phải lo. Mình cũng đã sử dụng mẫu card họa này để test livestream thường xuyên được 3 hôm rồi và mình thấy nhiệt độ của mẫu card họa rất tốt. Anh em hoàn toàn có thể chơi các tựa game như Warzone chẳng hạn, max setting hoàn toàn thoải mái. Ngoài ra, nếu như anh em quan tâm đến hiệu năng của RX 580 vào năm 2020 nó sẽ như thế nào thì mình sẽ nhấn mạnh một điều như này: các mẫu card đồ họa của AMD qua 5 tháng update driver nó chỉ có mạnh hơn thôi chứ không yếu hơn. Thế nên mẫu card đồ họa này nếu mà xét trên mẫu card đồ họa nào đó cùng phân khúc đến từ Nvidia thì nó sẽ mạnh hơn GTX 1650 Super, nó sẽ mạnh hơn con đấy. Và nếu mà so với 1660 thì bây giờ nó cũng đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Anh em hiểu đúng không? Mua đồ AMD thì đôi khi nó cũng có lợi thế đấy. Rồi, chúng ta sẽ hai sản phẩm AMD rồi đúng không? Chip, card, mền tất nhiên là phải đến từ AMD rồi. Phiên bản được mình lựa chọn ở đây là TUF B450 Plus Gaming. Thì đây là phiên bản mình thấy nó có hiệu năng và giá thành cũng rất tốt rồi. Anh em nếu mà muốn ép xung ấy thì mình nghĩ là thôi, mẫu mền này nó không phù hợp lắm với nhu cầu ép xung. Anh em có thể ép gọi là chơi cũng được, ví dụ từ 4.1GHz lên 4.2GHz thì hoàn toàn tốt. Còn nếu mà để xoay hát chắc chắn không thể được đâu. Và ngoài ra cái mẫu mền này cũng có đầy đủ các cổng kết nối mà anh em có thể mong chờ, 4 khe RAM, 1 khe HDMI để đủ các nhu cầu sử dụng thông thường rồi đúng không? Và RAM thì sẽ lựa chọn là 8GB với tổng dung lượng 16GB RAM cọc xe để đảm bảo tính thương tích một cách tốt nhất. Và 16GB thì anh em hoàn toàn có thể làm bước công việc đa số hiện tại đều rất tốt. 8GB cũng được, 8GB thì mình thấy hơi ít, 16GB sẽ là một sự lựa chọn rất tốt. Ngoài ra với 2 khe RAM trống anh em hoàn toàn có thể nâng lên 32GB sau này nếu có tiền chẳng hạn. Và cuối cùng, gần cuối cùng thôi, đó là về phần vỏ cây Game Max và bộ nguồn thì cũng đến từ Game Max luôn, cho đồng bộ. Đây bộ nguồn 600W công suất thực, anh em không phải lo kiểu nguồn có làm sao cả. Và cái phần quạt led này, đây cái quạt led mình trang trí này, như đây là sản phẩm không đính kèm theo đâu, chỉ là mình lắp thêm cho đẹp thôi. Nếu như em quan tâm thì hoàn toàn có thể lựa chọn mua các sản phẩm này, mức giá chỉ từ khoảng 600.000 mà thôi. Còn phần CPU thì mình nghĩ là tản stock của AMD làm việc khá tốt. Nếu anh em thích thì cũng có thể mua thêm các tản nhiệt rời thì mức giá sản phẩm cũng rất rẻ thôi, chỉ từ 400.000 đồng là anh em đã có thể chọn mua cho bản thân mình một tản nhiệt rời khá tốt rồi. Ok, thì bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng của bộ PC này để anh em đánh giá một cách khách quan nhất để xem nó có thực sự phù hợp với các nhu cầu của anh em không nhé. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it
seems to follow, like a shadow dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And it OK, tổng kết lại thì mình không biết anh em đánh giá sao về bộ PC này. Theo mình thấy thì sản phẩm này vẫn là sản phẩm rất đáng lựa chọn, bởi vì đa số các bộ PC dựng sẵn bên mình đều là các sản phẩm được tối ưu về hiệu năng cũng như giá thành rồi. Nếu anh em quan tâm thì có thể chọn mua, và đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Cùng với đó là chương trình kỷ niệm sinh nhật 16 năm của Anphat, giảm giá rất nhiều các sản phẩm đủ các thể loại luôn, từ gear, màn hình, ghế, nói chung rất nhiều. Đường link mình cũng để luôn ngay dưới phần mô tả. Và anh em đừng quên, mặc dù hàng trên thị trường rất khan nhưng giá của Anphat là không đổi và hỗ trợ trả góp 0%. Hỗ trợ trả góp ở đây là như nào? Anh em hoàn toàn có thể bỏ ra 30%. 30% của bộ PC này 13 triệu đúng không? 30% thì rơi khoảng 4 triệu, chỉ hơn 4 triệu đồng thôi. Anh em đã có thể sở hữu bộ PC này rồi. Còn cái số còn lại có thể trả góp trong vòng từ 3, 6 hoặc là 12 tháng, 9 tháng được. Cái này tùy thuộc vào anh em khi làm hợp đồng thôi. Thì anh em nhớ bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ những video click của chúng mình. Nhớ nhé, 16 giờ hàng ngày chúng mình sẽ livestream ngay trên kênh YouTube của Anphat nhé, từ thứ hai đến thứ bảy, và mỗi thứ bảy hàng tuần sẽ tổ chức những cái giải custom nhỏ, lại có những món quà dành cho anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.